Ông ba nè, nói thiệt là lúc đầu tôi không muốn đi ứng cử đâu. Đó là một chuyến đi dài đến vùng đảo Phú Quốc của Việt Nam. Nói ra đừng có nghĩ tôi học gì ở đó nghe. Chỉ là tôi dắt con ghệ đi nện xả stress mà thôi. Nhưng mà thật bất ngờ, vùng đất xuất xứ nước mắm Phú Quốc lại thực sự khiến cho tôi có nhiều thay đổi đó. Ông uống nước mắm nhiều quá bị ngã mắm phải không? Không phải nước mắm, mà là tư duy của mấy con ghệ ở đó. Mấy em hay nói cái câu gì mà không có tiền thì cặp đất mà ăn. Hả? Đừng nói với tôi là ông cặp rồi hả? Ông bất giỡn đi mà. Đất Phú Quốc bây giờ không có rẻ đâu. Chưa nói tới Phú Quốc bây giờ đã là đặc khu kinh tế. Có cả sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế muốn cạp cũng khó lắm cưng à. Ông thiếu tiền mua thôi chứ tôi tiền thì nhiều lắm, ông khỏi lo đi ha. Ông tào lao. Tôi nghe nói đất nền chỉ từ 290 triệu thôi mà, có phải không bà con? Dư sức. Nhưng mà giang hồ tranh nhau còn hơn tranh độ lông đao nữa. Đất đô thị lại quá ít. Nghe đầu có 6,6% diện tích đảo thôi à. Muốn đạt đích cũng khó lắm á. Đích ông bự mà. Nhưng tôi mua được. Nếu mà ông không tin thì tôi với ông cá độ với nhau. Ông có muốn cá không? Ừ, chơi thì chơi thôi. Tôi lo sợ cái gì đâu chứ hử. Nhưng mà nếu như tôi thắng á, thì gia tài của ông tôi lấy hết. Tính luôn bà vợ bé với mấy đứa con gái. Còn nếu như ông thắng thì tôi bao nhậu ông một bữa, rồi tôi bầu cho ông thắng luôn, có chịu không? Ít nhất cũng phải như vậy. Chờ vài bữa nữa tôi vụ thêm kèo bà Linh Tâm một cái nữa. Thằng nào cá rồi không trung ra đường xe hốt răng chịu ha. Hey, mấy đứa nghe chữ hả? Anh Trâm mà mua được đất nền ở Phú Quốc, muốn gì ba chiều hết. Bà nội cha đứa nào ghi âm nãy giờ chết với tao. Nè, nãy giờ tôi giỡn nghe. Chém gió cho vô nhà vô cửa hay quên hết đi ha. Vui quần quần. Anh nóng tính quá. Mình thích thì mình cá thôi vậy. Trời, giờ tôi nói vậy, nếu mà tôi đắc cử tổng thống á, tôi xin hứa không phải chỉ mình tôi mua được đất nền ở Phú Quốc mà có rất nhiều người Mỹ khác có thể mua được nữa. Mọi người đừng có nghe ông nói mua đất chứ có phải là đi ra chợ mua rau mua cá gì. Bà phải biết là bà không làm được, không có nghĩa là tôi không làm được. Phú Quốc bây giờ toàn là khu du lịch nghỉ dưỡng, đất nền gấp mấy chục lần đất nền, dân trong nước cũng tới nền mà dân quốc tế cũng tới nền. Thì tôi tự hỏi đất nền lấy đâu ra để bán cho ông với những người khác được nữa chứ, có phải vậy không? Rồi 0974006009 là được, dù là đại lộ Võ Văn Kiệt hay đại lộ Tuyến Tránh, rồi 0974006009, mua nhiều con nhiều. Bữa nói với Obama mà ông không chịu tin tôi, chị Tâm nãy giờ còn không chịu tin nữa mà. Vụ bầu cử này tôi thắng rồi ha. Bây giờ mọi người chắc cũng hiểu vì sao tôi đắc cử tổng thống rồi phải không? Hả? Ai muốn mua đất nền Phú Quốc đây? Mọi người muốn mua đất rồi 0974006009, họ sẽ cung cấp cho chúng ta, tất cả chúng ta có đủ cho tất cả. Riêng bản thân tôi thì tôi có rất nhiều tiền rồi. Nhưng tôi hứa là sẽ không dành mua cho mọi người ở đây làm cái gì nữa. Chỉ mua một nền cho anh em giàu sinh ra tử, một nền cho cha mẹ, một nền để lướt sống kiếm lời 20% trong 6 tháng, một nền để ở và nền là đủ. Không, yên tâm không thiếu nợ cho chú. Được, vỗ tay cái gì, đi mua lẹ đi mấy má. Hứa nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Mẹ mơ đi coi đất nền với anh sẵn tiện đi nền luôn. Được, phải nền. Nền luôn. Nền.